Kính chào đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2022. Chúng ta đang có mặt cùng nhau trong buổi thiền tập thứ 3 của khóa Lãnh đạo tỉnh thức và trí tuệ. Chủ đề của buổi chia sẻ hôm nay đó là im lặng và lắng nghe. Buổi sáng hôm nay chúng ta lại có cơ hội ngồi yên xuống cùng với nhau. Chúng ta đã thực tập một bài rất là đặc biệt. Đó là chúng ta đã tập tách mình ra khỏi những bận rộn lo toan, những cảm xúc dù là tích cực hay là tiêu cực, để cho cảm xúc lắng dịu xuống, để chúng ta được ngồi thật yên, cho cơ thể lắng dịu, không căng thẳng, không xôn xao, không chạy ngược chạy xuôi như là hàng ngày. Thân đã yên lắng hay là im lặng, và tâm ta cũng nương theo thân mà được lắng dịu, được lặng yên, được im lặng theo. Ta bắt đầu tiếp xúc được với dường như là một con người khác ở trong ta, rất thư giãn, rất thoải mái và tỉnh thức để có thể chú ý và quan sát các đối tượng xung quanh đang có mặt trong giờ phút của hiện tại và các đối tượng ở trong ta như là từng bộ phận trên cơ thể hay là hơi thở. Ta đã trở về để thấy con người mình thật sự là có rất nhiều giá trị quý báu, thật sự là rộng lớn. Trong lúc ngồi thiền, trong lúc tĩnh tọa, trong lúc đưa tâm trở về với thân mà không tiếp tục đồng nhất con người mình với những tài năng kia, với những sự thông minh, với những thành tựu mà chúng ta đã từng có được, chúng ta buông xả tất cả những giá trị đó để qua một bên, không tiếp tục đồng nhất, để rồi chúng ta bật một kênh khác trong chính con người của chúng ta như là một con người khác, không cần những vai vế trong cuộc đời, không cần địa vị, không cần được kính trọng nể phục, không cần quyền lực để buộc ai phải tuân thủ mình cả. Ta không còn bị cuốn trôi theo biến động của hoàn cảnh, của xã hội, của khen và chê, của được và mất, dù chỉ là trong nửa giờ tĩnh tọa. Ta hoàn toàn có thể mời một con người khác lên, mà con người này có thể từ rất lâu rồi chúng ta đã chưa từng tiếp xúc, như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng than rằng có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Đây có thể là một sự chúc mừng, một niềm an vui, vì lâu lắm rồi mình mới tiếp xúc lại với con người này. Một con người thật là dễ thương, thật là đặc biệt và thật là rộng lớn. Nhưng mà đây cũng là một lời thở than, vì tại sao mình có con người này, mình sở hữu con người này, trời đất đã cho mình con người này mà mình lại lười tiếp xúc, mình lại không quyết tâm quay về tiếp xúc, thậm chí là mình đã bỏ quên, mình không còn nhớ là mình là con người này nữa. Cho nên nhạc sĩ mới nói có nhiều khi, tức là just sometimes, chứ không phải là always. Ước gì lúc nào mình cũng tỉnh thức hết, lúc nào mình cũng kết nối được với con người đặc biệt này, dù là mình đang có mặt trên thương trường,
Dù là mình đang phải giải quyết rất nhiều khó khăn, dù là mình đang cống hiến cho cộng đồng và xã hội, mình mang con người đặc biệt này theo, lúc nào cũng nhớ sự trong trẻo thuần khiết, cũng nhớ thư giãn và bình an, cũng nhớ tỉnh thức và yêu thương, thì chắc chắn là đời sống của chúng ta sẽ rất giàu phẩm chất, và chúng ta sẽ luôn hài lòng với con người của chính mình. Nhưng mà chúng ta chưa đạt tới trình độ đó, chúng ta chưa được tài giỏi như thế. Có thể chúng ta có rất nhiều thành tựu bên ngoài, có quyền lực, có địa vị, có nhiều tài sản, nhưng mà đối với tâm hồn thì mình cứ lỗi hẹn. Nhìn vào tâm hồn mình vẫn là một khu vườn xác xơ, đầy cỏ dại. Biết rằng bên trong còn rất nhiều hạt giống quý báu, nhưng mà vẫn chưa đủ quyết tâm để quay về. Có những lúc chúng ta biết rằng mình cần được dừng lại, vì mình đã mệt lắm rồi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng nói: mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Khi mà mình ý thức mình đã mệt rồi, mà nếu cứ tiếp tục bước tới thì có thể mình sẽ ngã đổ, mình sẽ tự hủy diệt chính mình. Một quyết định khôn ngoan đó là hãy dừng lại, ngồi yên xuống đã, nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống, ngủ nghỉ, trở về những nếp sinh hoạt đời thường, kết nối với sự sống một cách sâu sắc, và nhìn ra những điều kiện hạnh phúc xung quanh giản đơn mà mình đang có, để chúng ta hồi phục năng lượng, để chúng ta đưa mình trở về với trạng thái the best, tốt nhất có thể. Khi ấy chúng ta hãy đứng lên và bước tiếp những chặng đường dài, với nhiều hoài bão lý tưởng, với nhiều trách nhiệm bổn phận lớn lao với cuộc đời, với những công việc dự án mà buộc chúng ta phải sử dụng rất nhiều năng lượng và chất xám trí tuệ của mình. Nhưng mà nếu chúng ta đang kiệt sức, đang không phải là một trạng thái tốt nhất của mình, mà vẫn tiếp tục làm, tiếp tục giải quyết, tiếp tục gánh vác nhiều trách nhiệm bổn phận, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều sản phẩm mà chúng ta không hài lòng. Chúng ta sẽ hối tiếc, chúng ta sẽ khó để mà thành công, khó để mà không ứa ra những năng lượng tiêu cực gây ảnh hưởng đến đồng nghiệp, đến đối tác, với mọi người xung quanh. Nhìn lại, nhiều lần nhìn lại, chúng ta đã không hài lòng về con người hiện tại của mình. Chúng ta từng biết mình đã từng là một con người rất là tuyệt vời. Có thể 5 năm trước, 3 năm trước, hoặc 2 năm trước, trước khi đại dịch đến đây, mình ngon lành lắm, mình tràn đầy năng lượng lắm, mình nhiều hoài bão lý tưởng lắm, mình có rất nhiều sự sáng suốt và sự bình an ở bên trong. Nhưng sau những biến động của đời sống, mình đã đánh giá thấp việc này, mình đã thay đổi rất nhiều rồi. Trong đó có hậu Covid nữa. Sau khi Covid đã đi qua, để lại rất nhiều sự sang chấn ở trong tâm, và kể cả sự xuống cấp ở trong thân, thì có nên dừng lại vài nhịp không? Dừng lại để bước đi tiếp mà, chứ đâu phải là dừng lại hẳn luôn đâu. Dừng lại để làm mới con người mình, dừng lại để mình quay về tiếp xúc với những giá trị khác, để mình khôi phục lại niềm tin rằng mình không phải chỉ là kẻ chưa thành công ở ngoài kia, cứ phải gặp quá nhiều khó khăn rồi trở thành một kẻ đầy sân si, đầy tiêu cực. Mình còn là một cái gì đó rất là rộng lớn. Và có nhiều khi mình đã nghe tiếng gọi của sự bình an, thèm lắm năng lượng bình an, thèm lắm sự tĩnh lặng, thèm lắm những phút giây được thư giãn sâu, có thể buông xả hết mọi sự căng thẳng lo lắng mà vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện.
dân tộc Rumi, người Ba Tư, có một bài hát rất nổi tiếng, đó là Ceylon is an ocean. Ceylon is an ocean. Language is a river. 100 voices inside saying, that's enough for now. When the ocean calls to you, don't walk to the river. Listen to the ocean. That's enough for now. Im lặng là đại dương mênh mông. Nói năng chỉ là dòng sông nhỏ. Khi có hàng trăm tiếng nói gào thét ở bên trong, thì biết rằng như vậy là quá đủ rồi đó. Khi nghe đại dương mênh mông réo gọi, thì bạn ơi, đừng có bước về dòng sông nhỏ. Hãy trở về lắng nghe đại dương bên trong, vì bạn biết rằng như vậy là đã quá đủ rồi đó. Đừng nói nữa, đừng hành động nữa, kể cả đừng phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Dừng lại ba nghiệp thân, khẩu và ý. Dừng lại mọi sự tạo tác, những bad karma, những nghiệp xấu. Mình biết rằng mình đang tạo ra những nghiệp xấu thì nên dừng lại. Dừng lại không phải là bỏ cuộc, không phải là hèn nhát, không phải là thiếu trách nhiệm, mà là một hành động khôn ngoan để quay về làm mới lại ba nghiệp, để quay về kết nối sâu với sự mênh mông rộng lớn ở bên trong. Nếu như chúng ta lao ra bên ngoài mà làm được rất nhiều việc, điều lợi ích cho đời, chúng ta tỏa sáng với những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, chúng ta có thể thực hiện được rất nhiều hoài bão lý tưởng, mang lại nhiều lợi ích cho đời, thì hãy cứ tiếp tục. Just keep going. Nhưng mà nếu mình ý thức rằng mình đang trong một giai đoạn không tốt, đây không phải là một sự hài lòng thật sự, thậm chí là khinh thường, chán ghét bản thân, thì hãy nên quay về với đại dương mênh mông. Dù chỉ là vài giờ thôi, dù chỉ là mỗi sáng thức dậy cần một giờ đồng hồ để quay về kết nối với đại dương của sự im lặng. Im lặng là đại dương. Im lặng ở đây có nghĩa là không kết nối với thế giới bên ngoài nữa. Dừng các cuộc chuyện trò gặp gỡ không cần thiết. Người trí là chỉ nên gặp những người nào cần gặp, chỉ làm những gì nên làm. Vậy thì khi mình là một người tỉnh, một người trí, thì mình biết bây giờ mình nên làm gì và không nên làm gì. Có thể là trong cái khung giờ này, buổi sáng hôm nay, mình đừng nhấc điện thoại, đừng lên mạng, đừng đôi co với ai hết, đừng suy nghĩ đến cái việc đau lòng đó nữa. Mà nên làm đó là ngồi yên xuống, thư giãn, mỉm cười, thở những hơi thở tự nhiên và lắng nghe âm thanh xung quanh. Trong sự im lặng đó, ta có thể kết nối sâu với thực tại qua khả năng lắng nghe vốn có trong mọi người. Có một hôm Đức Phật mời Thầy Ananda, thị giả của Đức Phật, thỉnh một tiếng chuông. Sau khi tiếng chuông kết thúc, Đức Phật hỏi, Thầy có nghe không? Thầy Ananda đáp, Bạch Đức Thế Tôn, con có nghe ạ. Sau một hồi lâu, Đức Phật lại hỏi Thầy Ananda, bây giờ Thầy có nghe không? Thầy Ananda đáp, Bạch Đức Thế Tôn, con không nghe nữa ạ. Đức Phật nói, tại sao Thầy không nghe? Thầy Ananda thưa, Bạch Đức Thế Tôn thì không có tiếng chuông thì con không nghe. Đức Phật nói, không, Thầy sai rồi. Không có tiếng chuông thì Thầy vẫn nghe cái không có tiếng chuông. Tiếng chuông là một hiện tượng đến rồi đi. Mọi sự vật sự việc trong đời sống đến rồi đi.
Thầy không nhất thiết phải chạy theo cái sự đến đi đó để chỉ biết rằng thầy cũng chỉ là một cái gì đó bị dao động liên tục đến và đi. Khi âm thanh xuất hiện thì thầy nghe có âm thanh xuất hiện. Âm thanh ở cường độ cao tốt nhất thầy cũng biết. Và âm thanh kết thúc thầy cũng biết. Âm thanh không còn nữa, âm thanh của tiếng chuông ấy, thầy cũng biết. Thầy đang nghe âm thanh không có tiếng chuông. Thậm chí là không có bất cứ tiếng động nào, ta vẫn nghe. Nghe tức là biết. Thiền tập là hành trình quay về, khôi phục lại tính biết, tính lắng nghe có sẵn trong mỗi người. Không phải là mình cố gắng làm cho mình tỉnh thức, cố gắng làm cho mình nhận biết, mà hạt giống tỉnh thức và nhận biết là có sẵn trong chúng ta. Nếu nó không có sẵn, không biết mời đến bao giờ nó mới lên được. Trong khi đó, chúng ta chỉ cần ngồi yên xuống, chịu khó làm một vài động tác nhỏ, đó là thở vào, thở ra, có chủ ý, rồi lại không phải làm gì nữa hết. Vì hơi thở không cần phải làm, hơi thở vẫn thở một cách tự nhiên theo tiến trình của nó. Rồi chúng ta lại làm một chút xíu nữa là chú ý vào, quan sát vào. Rồi cũng không cần phải cố gắng nhiều nữa. Tới một lúc nào đó, sự chú ý, sự quan sát nó sẽ đạt tới cái đà, cái momentum của nó. Để rồi ta không cần phải làm nữa. Tự động chú ý, tự động quan sát, tự động cảm nhận hết mọi thứ đang diễn ra. Đó là một thứ vô cùng quý báu. Khi chúng ta bắt được thứ quý báu này, tiếp tục nuôi dưỡng ý thức rằng lúc nào ta cũng có khả năng nhận biết, bất cứ lúc nào nếu chúng ta muốn, chứ không phải là mất nửa giờ, một giờ, nhiều ngày, nhiều năm thì sự nhận biết nó mới quay về. Quay về trong tích tắc. Để rồi chúng ta tách mình ra khỏi con người u mê, con người còn rất nhiều bóng tối. Hôm nay chúng ta lại được hướng dẫn trong bài thiền tọa. Đó là bạn không chỉ quan sát được một đối tượng, mà bạn trong một lúc có thể quan sát đến hai đối tượng. Và sau này chúng ta sẽ tập quan sát nhiều đối tượng cùng một lúc. Thông thường thì chúng ta cũng làm 2 trong 1, 3 trong 1, 4-5 cái trong 1 cùng một lúc, phải không? Nhưng mà chúng ta chụp bắt nhiều hơn. Chúng ta vật vã, chúng ta căng thẳng, chúng ta làm không có chất lượng cái nào ra cái nào. Đó là một sự hối hả, một sự chụp bắt, một sự căng thẳng. Ở đây chúng ta quan sát hai đối tượng, chúng ta rất thư giãn, rất điềm tĩnh. Chúng ta quan sát rõ từng chi tiết đường nét của đối tượng. Và chúng ta thật bất ngờ vì biết rằng khả năng quan sát, tức là mindfulness của chúng ta khá rộng lớn. Khi nó quét qua là nó có thể ghi nhận được rất là nhiều âm thanh, từ những âm thanh rất gần đến những âm thanh rất xa. Và khi lắng nghe đó, chúng ta thực tập im lặng, không nói năng, không để suy nghĩ xuất hiện trong đầu, để nó phân tích, chia sẻ, phê bình, nhận xét, đánh giá, rồi bỏ thêm thái độ thích hay là không thích. Đừng làm thế. Mà nếu lỡ những cái thứ đó nó xuất hiện một cách tự nhiên, như là thói quen của chúng ta, thì ghi nhận, mỉm cười. Là khi nghe tiếng gà gáy thì mình thích, cho nên mình đã khoan khoái. Hay là tiếng chim hót, rồi mình muốn duy trì cái âm thanh này liên tục. Thiền tập thì đừng nên làm thế. Ngoài thiền tập thì có thể làm thế, nếu bạn chưa đưa thiền vào trong đời sống được. Còn vào trong thiền tập thì mình chỉ mời lên cái sự thuần khiết. Đó là mere recognition, nhận diện đơn thuần. Tôi đang nhận diện có âm thanh đó. Trong thực tại, tôi lắng nghe, tôi kết nối, tôi nhận biết. Tôi nghe tiếng chó sủa rất là ồn, tiếng người cãi cọ bên nhà, tiếng công trình đang rất là căng não.
Nhưng mà tôi vẫn mỉm cười ghi nhận tâm phản ứng của mình khi nghe âm thanh đó. Tôi đã không thích, tôi muốn loại trừ, tôi muốn nó chấm dứt, tôi thu cái muốn đó lại. Tôi chỉ là một kẻ quan sát, khách quan. Tôi không muốn can thiệp. Bình thường thì tôi sẽ can thiệp, nhưng mà trong cái giờ phút linh thiêng thiền tập này, tôi muốn tiếp xúc với con người thuần khiết. Tôi muốn mời lên cái khả năng đặc biệt là tôi hoàn toàn có thể không can thiệp vào bất cứ những gì xảy ra, dù là hấp dẫn hay là tiêu cực, gây khó chịu. Và trong bài thiền tập hôm nay, chúng ta được tiếp xúc với một cặp, đó là giữa thân, tức là sự thả lỏng toàn thân, từng bộ phận trên cơ thể và các âm thanh xung quanh. Một cặp thứ hai đó là hơi thở và âm thanh xung quanh. Thì ban đầu mình cũng còn phân vân và cảm thấy khó khăn để mà quan sát hai đề mục cùng một lúc. Nhưng mà cứ kiên nhẫn luyện tập chừng vài phút thôi, hoặc là vài lần nữa, thì chúng ta sẽ rất là thành thạo trong việc đó là quan sát hai đối tượng cùng một lúc. Có lúc một bên, một đối tượng chúng ta chỉ quan sát một cách tổng quát thôi, không cần đi vào chi tiết. Còn mình ưu tiên cho đối tượng bên kia, thí dụ đó là âm thanh, thì mình sẽ nghe rõ từng âm thanh một. Nhưng mà về thân thì chỉ thư giãn một cách chung chung thôi. Nhưng mà có lúc mình muốn nhấn cái phần thân và giảm cái phần âm thanh, cho nên mình cũng nghe âm thanh một cách chung chung. Nhưng mà trên cơ thể thì mình sẽ cảm nhận rõ rệt sự thư giãn, sự căng thẳng trên từng bộ phận của cơ thể. Còn trong hơi thở thì mình sẽ nghe rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Mình biết đây là hơi thở tự nhiên, chứ không phải là hơi thở bị điều khiển, biết rất rõ. Trong một giờ ngồi thiền, có những lúc thì chúng ta ưu tiên để phát triển định tâm, tức là chỉ chuyên chú trên một đề mục, thí dụ đó là hơi thở. Thì lúc đó chúng ta không cần biết gì cả, chỉ có một cái lực chuyên chú liên tục để tâm nó đừng có phóng đi. Nhưng trong thiền Vipassana thì lại khuyến khích chúng ta dành nhiều thời gian hơn để phát triển một phần khác, đó là niệm, mindfulness, khả năng quan sát. Thì hôm nay chúng ta nhấn mạnh phần niệm, đó là quan sát, trong đó có nghệ thuật lắng nghe, nghe những âm thanh xung quanh. Khi chúng ta đã nghe được những âm thanh xung quanh một cách liên tục, rõ ràng và sâu sắc, thì chúng ta sẽ có cơ hội, sẽ có thêm kỹ năng, kỹ thuật, động cơ để quan sát chính mình, lắng nghe chính mình. Với sự tinh tiến thực tập này, chẳng bao lâu quý vị sẽ dễ dàng nghe được những tiếng nói trong đầu của mình, những tiếng nói thầm thì của sự phán xét, của sự lên án buộc tội, của những suy nghĩ tiêu cực, bi quan, yếm thế. Rất nhiều tiếng nói, nhiều khi nó vang vọng từ trong quá khứ, từ thời ấu thơ, về những uất ức, về những giận hờn, nghe rất rõ. Thì khi nghe những âm thanh đó đó, chúng ta không sợ hãi, không bị nó lấn át, không bị nó làm phiền. Vì sao? Vì chúng ta đã có một năng lực lắng nghe, một năng lực chánh niệm để sẵn sàng ngồi đó lắng nghe với sự quan tâm, với sự yêu thương, với sự tỉnh thức, lắng nghe để thấu hiểu nguồn cơn. Tại sao có tiếng nói này? Tiếng nói này đến từ đâu? Nhưng mà có lúc chúng ta cũng không cần phải truy ra nguồn gốc chi cho mệt đầu. Vì có thể dù chúng ta biết được nguyên nhân cũng không giải quyết được gì cả. Đức Phật thường khuyến khích chúng ta hãy nhìn vào tình trạng thực tại. Chỉ cần observe and accept thôi. Quan sát và ghi nhận. Có âm thanh đó và tôi đang chăm sóc, đang lắng nghe nó. Và cứ để nó diễn ra, tôi chấp nhận, tôi không can thiệp, để nó diễn ra tự nhiên. Đến một lúc nào đó, quý vị sẽ đạt đến một trình độ
sâu sắc hơn nữa, đó là nghe được những lời nói chát chúa, nặng nề, đầy năng lượng tiêu cực, độc hại của những người xung quanh. Một lúc nào đó quý vị ngồi bên người thương của mình, như là các con của mình, có thể nghe chúng than phiền, trách móc, buộc tội chúng ta một cách rất là vô lý. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể mỉm cười, ghi nhận, thấy xót thương, thấy tội nghiệp, thấy bạn đó đang đồng nhất với cơn tức giận, với sân si, với những thương tổn, với những nhận thức sai lầm, thậm chí là cơn trầm cảm trong bạn ấy. Mình trở thành một nhà trị liệu bất ngờ, để có thể ngồi yên đó, lùi lại, để lắng nghe, để cảm nhận, để thấu hiểu, để xót thương, để ứa ra năng lượng bình an và yêu thương, để giúp cho bên kia được thoa dịu, được lắng dịu và chữa lành một phần nào. Lắng nghe rất hay. Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, có nhân vật Bồ Tát Quán Thế Âm Avalokiteshvara Bodhisattva. Nhân vật này có lòng từ bi rất là rộng lớn, luôn luôn để cho tính lắng nghe của mình hoạt động thường trực, để biết tiếng kêu thương của cuộc đời, của những người lâm nguy ở đâu, để kịp thời tìm ra giải pháp cứu giúp. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có năng lực từ bi, ai cũng có khả năng lắng nghe, nếu chúng ta chịu quay về để khơi dậy. Và khi chúng ta có khả năng lắng nghe sâu, hiểu đúng mọi vấn đề, chúng ta vừa đỡ mắc phạm sai lầm, mà chúng ta vừa có thể kịp thời để cứu giúp nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều cơn nguy khốn của những người thân yêu của cộng đồng xã hội. Chúng ta là một doanh nghiệp, vừa có thể mang lại nhiều giá trị lợi ích về vật chất, về những tiện nghi cho cuộc đời, về những nhu cầu thiết yếu sinh hoạt của con người. Chúng ta có thể đóng góp vào sự phát triển phồn thịnh hùng cường của một quốc gia về mặt kinh tế. Nhưng đồng thời chúng ta cũng là một người có thể lan tỏa được những năng lượng an lành. Chúng ta có thể trở thành một người tỉnh thức để làm kinh tế, một người có trí tuệ để làm kinh tế, một người lúc nào cũng kiểm soát được cảm xúc tiêu cực của mình, quản chế cái tôi lừng lẫy của mình, lúc nào cũng có thể lắng nghe được nhân viên, đồng nghiệp, khách hàng và tất cả mọi người xung quanh mình. Đó là một nhà lãnh đạo lý tưởng mà chắc chắn là chúng ta ai ai cũng muốn hướng đến. Bây giờ mời quý vị hãy lắng nghe bài hát Silence is an Ocean. Language is a river, 100 voices inside saying, that's enough for now. When the ocean calls to you, don't walk to the river, listen to the ocean, that's enough for now. Silence is an ocean, language is a river. 100 voices inside saying, that's enough now. When the ocean calls to you, don't walk to the river, listen to the ocean, that's enough now. Silence is an ocean, language is a river. 100 voices inside saying, that's enough now. When the ocean calls, don't walk to the river, listen to the ocean, that's enough now. That's enough now.
voices, anxiety, river, that's nothing now. When the ocean calls, when the oceans call, don't walk to the river. Listen to the ocean, that's enough for now. Silence is an ocean, language is a river. 100 voices inside saying, that's enough for now. When the ocean calls to you, don't walk to the river. Listen to the ocean, that's enough for now. Listen to the ocean, that's enough for now. When the ocean calls to you, don't walk to the river. Listen to the ocean, that's enough for now. Khi mình nghe sự mênh mông của bình an, của tự do, của yêu thương gọi, biết là mình đang rất cần rồi. Thì quý vị hãy nên dừng lại, dù chỉ là vài phút thôi. Đó là tài năng khéo léo của mình trong công phu thiền tập. Đừng phải đợi tới sáng hôm sau mình mới đi ngồi thiền. Lúc đó mình đang đứng, mình đang đi, thậm chí là mình đang nói, mình vẫn có thể quay về để thư giãn, để mỉm cười. Và nếu có thể tranh thủ được thì kết nối với hơi thở. Và hôm nay chúng ta lại được chia sẻ bài thực tập, đó là hãy lắng nghe. Lắng nghe những lời mình đang nói, giọng mình đang nói, tốc độ, cảm xúc, ý tứ, thái độ trong khi nói. Cạn nhất là giọng nói, cách mình đài từ nhã chữ nhấn giá, cách mình sử dụng từ ngữ. Sâu hơn đó là tốc độ, và sâu hơn nữa là thái độ. Hãy lắng nghe âm thanh của chính mình. Hãy lắng nghe bước chân mình đang đi thình thịch, rầm rầm, hay là nhẹ nhàng, từ tốn. Hãy lắng nghe người kia đang nói. Họ nói với sự chân thành, hay là họ nói với sự trình diễn. Họ nói trong sự đau khổ, hay là hạnh phúc. Mình đều nhận biết, nhận biết mà không cần phải phản ứng. Và lắng nghe thêm âm thanh của thiên nhiên nhé. Bất cứ lúc nào mình đang ở đâu, mình hãy tìm thiên nhiên của mình đi. Âm thanh nào đang ở xung quanh mình, dù là xung quanh chỉ có tiếng xe cộ, chỉ có tiếng mọi người nói chuyện ồn ào ơi ới, nhưng thay vì trước đây mình phản ứng, mình thấy phiền phức, thì nên lùi lại để cảm nhận. Đó là những âm thanh của đời thường. Vì họ còn sống thì mình mới nghe được, vì mình còn sống thì mình mới nghe được, và vì mình tỉnh thức mình mới nghe mà không có phản ứng. Hãy tập lắng nghe tiếng chuông điện thoại. Mỗi khi có điện thoại reng, hay là tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông chùa, mình quy ước mỗi lần nghe một tiếng chuông thì mình sẽ dừng lại, nếu có thể, nhất là trong không gian căn nhà của mình. Mình ngồi yên đó, mỉm cười, cảm nhận hơi thở, lắng nghe tiếng chuông, đợi chuông đổ 3 hồi, rồi mình hãy từ tốn bước đến nhấc chiếc điện thoại lên. Và chắc chắn khi mình nhận cuộc điện thoại trong sự từ tốn, trong sự thư giãn chậm rãi, trong sự lắng nghe sâu đó, thì chắc chắn mình sẽ có một cuộc điện thoại rất là thành công, rất là hài lòng. Trong suốt quá trình mình nói chuyện trên điện thoại, mình vẫn nghe giọng nói của mình, nghe rõ giọng của người kia. Đừng phân tâm, đừng chú ý vào việc khác. Đừng vừa nghe điện thoại, vừa xem tivi, vừa bật màn hình điện thoại khác lên, vừa phải làm việc khác. Chúng ta thực tập lắng nghe sâu. Từ lâu rồi chúng ta đã làm hư hỏng đi khả năng lắng nghe của mình. Vì đời sống bận rộn quay cuồng, vì nền công nghệ lên ngôi, chúng ta có 2-3 chiếc điện thoại cùng một lúc, cho nên cái sự tập trung của chúng ta nó không còn sâu nữa,
Theo đó, khả năng lắng nghe của chúng ta cũng đang bị mai một, xói mòn. Và khi không thể lắng nghe sâu thì chúng ta rất khó để hiểu được nhau, hiểu được chính mình. Con đường để đi tới sự hiểu biết ngắn nhất đó là hãy lắng nghe sâu. Và hôm nay chúng ta được nhắc lại. Nhắc lại thôi vì chúng ta có sẵn khả năng lắng nghe mà. Thậm chí là nghe rất sâu, sâu thẳm để hiểu được nguồn cơn vấn đề. Chỉ vì đời sống, chỉ vì chúng ta chưa có thái độ khéo léo trong đời sống, cho nên chúng ta đã bỏ quên và vô tình làm tổn hại đến khả năng lắng nghe của mình. Bây giờ xin quay về hồi phục, và cũng với hy vọng một ngày thật gần, chúng ta được sống trong tính biết, trong tính lắng nghe có sẵn mà trời đất đã ban tặng cho ta. Xin chúc đại chúng thực tập thật thành công sự lắng nghe. Và xin nhớ rằng để có thể lắng nghe sâu thì nên im lặng, rút về sự yên lắng. Mỗi ngày tìm ra cho mình vài khoảng lặng, không hẳn là để ngồi thiền, chỉ là ngồi chơi, ngồi thư giãn, ngồi lắng nghe hơi thở, ngồi để thảnh thơi tiếp xúc với mây trời, ngồi yên trong thảnh thơi tiếp xúc với mây trời, buông cái tôi bé nhỏ, thấy mình hiện muôn nơi. Chỉ khi nào mà mình ngồi yên xuống, tiếp xúc được với thực tại, thả lỏng, thư giãn thì mới dám thả cái tôi xuống. Còn khi mình chiến đấu ngoài thương trường thì đâu có dám thả xuống. Cho nên mình lâu thả cái tôi mình xuống quá, mình tưởng mình chỉ là như thế. Nhưng trở về với đất trời, với sự mênh mông rộng lớn, với sự dịu dàng, bình yên của đất trời, rất là dễ để buông cái tôi xuống. Vì khi buông cái tôi xuống sẽ thấy được rất nhiều thứ, trí tuệ sẽ bừng nở. Trí tuệ không bao giờ đến trong lúc cái tôi đang hoạt động. Khi nào cái tôi tắt ngấm thì trí tuệ mới có thể sinh khởi. Lúc đó ta sẽ thấy mình có mặt khắp muôn nơi, pháp thân mình ở trong cây cỏ, ở trong vạn vật, ở trong muôn loài, ở trong những người thân yêu của mình, ở trong vũ trụ trời đất này. Khi chạm tới cái thấy đó thì chúng ta đã chạm vào sự bất diệt của dòng sinh mệnh. Theo đó, những nỗi sợ hãi lớn nhất của con người sẽ được kết thúc. Chúc đại chúng sớm đạt được trình độ đó. Bây giờ hãy trở về với trình độ đang có của mình, đó là siêng năng ngồi xuống thường xuyên, trở về với sự tĩnh lặng thường xuyên, lắng nghe những âm thanh xung quanh thường xuyên, cho nó đều đặn, cho nó liên tục, cho nó rõ ràng, cho nó chính xác. Nghe mà lùi lại để không phản ứng đã là tuyệt vời lắm rồi. Và tin rằng chúng ta sẽ làm được, làm ngay từ bây giờ. Xin cảm ơn đại chúng đã tinh tấn thực tập và lắng nghe sâu bài pháp thoại ngày hôm nay. Bây giờ mời quý vị nghe 3 tiếng chuông để chúng ta kết thúc giờ thiền tập. Và xin hẹn gặp quý vị mỗi ngày trong pháp môn thực tập.